Ok, bây giờ mình muốn viết lại cái một file step không? Một file step đầu tiên là nguyên khối này. Mình muốn viết lại nó thì đầu tiên mình phải đầu tiên là xóa hết các finite đi. Có finite trong phơ là xóa bằng hết. Và các hốc rồi này cũng xóa hết đi. Để nó chỉ tạo thành một khối chỉ có x chút. X không nhỉ. Mấy cái finite đấy anh xóa hết đi. Xóa hết. Đây mình đã xóa hết rồi. Đây. Mình ví dụ xóa hết các finite ở cổ này đi. Sau mình tạo sketch bình thường. Sau mình vào tùy chọn trong này. Chọn project curve. Chọn các là convert lại đứng bên solid thì chọn này. Apply. Thì sẽ convert lại ở bên dạng mình. Sau đó mình bây giờ sẽ có cái scan này mình cái chuột phải vào copy và mình mở sang tab mới và mình chỉ cần việc các chân V hoặc là chuột phải và chữ paste đây sau ấn apply thì nó sẽ tự động copy paste cái biên dạng kia sang đây cho mình đây giống y hệt luôn mình vẫn dùng lệnh extrude cho các lệnh khác như bình thường để tạo khối. Ok chưa? Và để nó mình có thể chuẩn xác hơn đấy thì mình cái cái hình này mình nên chuyển nó về góc tọa độ của máy nhé. Đây để mình đóng lại. Đây mới đầu nó nằm không trên góc tọa độ của máy thì lúc mình copy hoặc là copy biên dạng ấy, thì nó mình sẽ khó xác định được góc ở bên kia thì mình Ctrl T cho nó về góc tọa độ nhé. Và mình cái chân tê này. Apply này. Thì sau đó mình copy lại biên dạng. Copy biên dạng, như xóa hết các finite đi nha. Ok này.
copy hết mấy dạng này. Ăn đi. Copy này. Cái chân N này. Cái chân V này. Ăn đi. Nó sẽ tự động copy, nó sẽ copy sang này. Đúng thế, cái chụp tọa độ của nó luôn đây nhá. Thế thôi. Còn lại quan trọng là cách tư duy hình và cách vẽ hình nữa.